Chặt cây dựng rạp đám cưới của mình, chú rể xấu số ra đi mãi mãi vì bị cây đè. Chia sẻ với truyền thông, ông Nguyễn Đức Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn cây chết người. Sự việc xảy ra trên địa bàn vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 4 tháng 1. Nạn nhân là anh HQJ, 31 tuổi, trú thôn 8 xã Sơn Giang. Thời điểm trên, anh Dê dùng cưa để đốn hạ cây keo, cao hơn 10 mét, đường kính khoảng 40cm sau vườn nhà. Khi cây đổ, nam thanh niên bỏ chạy nhưng bị cây đè lên người. Sau đó, anh Dê được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi. Anh Dê chuẩn bị cưới vợ vào ngày 29 tháng 1 tới. Khi anh cùng một số người trong họ hàng chặt cây để có mặt bằng dựng rạp thì xảy ra sự việc đau lòng. Sau khi nhận tin, chúng tôi đã đến thăm hỏi động viên gia đình, ông Thắng nói. Cũng theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Giang, nạn nhân là con thứ hai trong gia đình có 3 người con. Bố anh Dê mất sớm, gia đình thuộc diện khó khăn, nhiều năm liền là hộ nghèo, vừa mới thoát nghèo năm 2021. Để chia sẻ với gia đình, chính quyền xã sẽ hỗ trợ lo đám tang cho anh Dê. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.